À, một lần nữa xin hai đội cố lên. Vâng, các đội có 3 giây chuẩn bị. Vâng, thời gian chuẩn bị đã hết, hai đội sẵn sàng chưa? 3, 2, 1 bắt đầu. Dạ vâng, như chúng ta có thấy là robot tự động của đội xanh đã chạy khỏi đường dây rồi. Robot của đội đỏ đang nhắm vào rổ 10 điểm. Chúng ta hãy xem là robot của đội đỏ có làm được điều đó hay không. Robot của đội xanh nhắm vào rổ. Liệu có thành công không? Wow, trượt mất rồi, thật đáng tiếc. Chúng ta thấy là đội xanh thiết kế robot bằng tay được có bằng giống như cái phễu, và cái thiết kế này rất là đặc sắc ạ. Và hãy xem có ghi được rổ 3 điểm phải không? Wow, cán đơn 3 điểm rồi. Vâng, em sẽ quay trở lại với robot của đội đỏ. Liệu có được rổ điểm hay không? Wow, một pha cản phá từ đội xanh. Vâng, có thể đặt cơ hội nào cho đội đỏ đây? Có ghi được điểm hay không? Rất khó chịu. Một pha cản phá rất khó chịu từ robot bằng tay của đội xanh. Thời gian hiện tại không còn nhiều, chỉ còn 20 giây nữa thôi. Đây là thời gian kiên quyết cuối cùng để các đội chúng ta quyết định xem đội nào sẽ là đội giành chiến thắng. Và đội tiếp theo mình công bố.